Tại các địa phương ven biển của tỉnh bước đầu cũng đã ghi nhận nhiều thiệt hại. Phản ánh của phóng viên thời sự tại địa bàn thị trấn Thuận An, địa bàn xung yếu chịu tác động lớn của bão. Theo thống kê ban đầu, tại thị trấn Thuận An, cơn bão số 5 đổ bộ đã làm 4 người bị thương, một ngôi nhà bị sập, hơn 500 căn nhà bị tốc mái, 35% diện tích rừng phòng hộ ven biển bị ngã đổ, 30 phương tiện đường thủy bị đánh chìm. Ngoài ra, nhiều tài sản của người dân cũng bị hư hỏng như hệ thống tường rào, cây trồng, diện tích nuôi trồng thủy sản. Khi nữa tôi chạy vô cái là ngõ lên cũng lên đây cứ mừng bảy ao lên cái là tôn bay ra rồi bắt đến khi đó tôi vừa bay ao xong cái lần bờ nguyên một mái nhà luôn là khi xong rồi lần mà trụ điện nữa lần mang làm một cái âm một của lần ngõ ra của lớp hết thôn hết con trong nữa là 5-6 đứa là khắp thằng lá vô giờ nữa là cờ trên rưỡi là hàng đáng dùng ngoài hàng vô lần kia chỉ hết mà khi mà xây sắp lại là bây giờ nôm á là bắt đầu hàng đoạn sức quấn rửa bằng quá như rồi chống lại lăng khiên sập xuống bờ xuống của lăng bị hết luôn tháng hoáng luôn. Nắm được tình hình trên, ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị trấn Thuận An đã huy động cả lực lượng xung kích, biên phòng, công an thị trấn giúp đỡ các gia đình có nhà bị tốc mái dọn dẹp, vận chuyển đồ đạc và bố trí chỗ ở tạm. Đồng thời tiến hành kiểm tra, đánh giá cụ thể tình hình thiệt hại về sản xuất nông nghiệp và đề xuất hỗ trợ theo quy định. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại, địa phương đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương rào chắn khu vực nguy hiểm, huy động phương tiện, máy móc để nỗ lực khắc phục sự cố nhằm thông các tuyến đường bị ảnh hưởng trong thời gian sớm nhất.